Chỉ số truyền thông nhân vật tháng 3, Đàm Tùng Vận quán quân tỉnh Bắc Ninh top 5. Màn ảnh Hoa ngữ tháng 3 sôi động khi liên tiếp nhiều bộ phim mới ra mắt cùng với nhiều diễn viên nổi tiếng, tăng thêm sức hút cho màn ảnh nhỏ. Hãy cùng chúng tôi điểm qua top chỉ số truyền thông nhân vật, xem đâu mới là cái tên được yêu thích nhất nhé. Thứ nhất, Quý Hiểu, Đàm Tùng Vận. Nhân vật được yêu thích nhất trong tháng 3 là Quý Hiểu của Đàm Tùng Vận, nữ diễn viên luôn được công nhận nữ hoàng rating. Đầu năm nay, bộ phim Hương Gió Ma Đi đóng cùng Vương Khải cũng đạt thành tích rất tốt. Đường Về cũng trở nên nổi tiếng ngay khi bắt đầu phát sóng. Đáng tiếc là rất nổi tiếng, nhưng đánh giá lại ở mức trung bình, đa bàn chỉ có 5,9 điểm. Với câu chuyện ngọt ngào, kỹ năng diễn xuất của hai diễn viên chính rất tốt, rating nằm ở mức ổn định và phản ứng hóa học ngọt ngào giữa Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận cũng giúp bộ phim duy trì được nhiệt độ ổn định. Một Quý Hiểu, từ hình ảnh nàng nữ sinh cấp 3 tới khi mặc váy cưới được Đàm Tùng Vận, một lần nữa thể hiện quá thành công, vừa bao dung vừa thấu hiểu, lại mềm mại đáng yêu cùng mối tình đầu khó quên Lộ Viêm Thần. Không ngốc nghếch nhưng đáng yêu, không Bạch Niên Hoa mà rất thẳng thắn, không hề hiểu lầm mà luôn vững tin vào người yêu. Đây là nữ chính được thiết kế rất ấn tượng trong một tác phẩm truyền hình. Thứ hai, Tống Tam Xuyên, Ngô Lỗi. Dù mới chỉ bắt đầu lên sóng từ ngày 27 tháng 3, nhưng Là Yêu Mà Thôi có sự góp mặt của Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng đã nhanh chóng trở thành tác phẩm được yêu thích. Trong đó nhân vật Tống Tam Xuyên do Ngô Lỗi đảm nhận cũng nhanh chóng vươn lên vị trí top 2 trong danh sách chỉ số nhân vật dù đã gần hết tháng 3. Với sức hút được từ tinh hàn sán lạn, hình tượng mới trong hình ảnh một vận động viên tennis của Ngô Lỗi được đón nhận nồng nhiệt, không chỉ mang dáng dấp trưởng thành rắn giỏi và nam tính mà còn là một chàng phi công nhiệt huyết, ấm áp trong mối tình chị em với Nương Hữu An. Thứ ba, Ngụy Quốc Bình, Trương Dịch. Tiếp nối thành công của Cuồng Phong, Anh Ấy Là Ai với sự góp mặt của Trương Dịch cũng lên sóng và trở thành tác phẩm nổi tiếng tiếp theo của anh chàng. Trong phim Cảnh Sát Ngụy Quốc Bình do anh thủ vai cũng rất được yêu thích, thậm chí liên tục lọt top chỉ số truyền thông nhân vật. Thứ tư, Ninh Ngọc Hiên, Đinh Vũ Hề. Trở lại màn ảnh 2023, Đinh Vũ Hề với vai diễn Ninh Ngọc Hiên trong Xuân Khuê Mộng Lý Nhân đã được đón nhận nồng nhiệt. Đây cũng là một vai diễn hài hước đáng yêu và dễ thương khi được diễn tả qua tài diễn xuất của nam diễn viên trẻ. Từ sự ghen tuông, tính cách khiến nhiều người liên tưởng tới hàn thước của anh chàng trong Trần Thiên Thiên trong Lời Đồn. Điểm thiếu sót duy nhất chỉ là tạo hình không được đẹp mắt cùng sự chiếu lệ qua loa khiến Đinh Vũ Hề bị xỉm sắc trong tác phẩm. Thứ năm, Lộ Viêm Thần, Tỉnh Bách Nhiên. Mặc dù về nửa cuối tháng 3, Lộ Viêm Thần và Tỉnh Bách Nhiên thể hiện trong Quý Lộ không còn duy trì được sức nóng như những ngày đầu lên sóng, vai diễn này đã rất được yêu thích, chỉ số truyền thông nhân vật cũng thường xuyên nằm vào top 3. Đây là một vai diễn hợp với ngoại hình của Tỉnh Bách Nhiên, anh chàng trong bộ đồng phục đặc nhiệm vừa rắn giỏi vừa nam tính, lại cảm giác an toàn vững chãi của một cảnh sát. Nhiều khán giả khen ngợi Tỉnh Bách Nhiên có kỹ năng diễn xuất tốt, không bị nhiệt mặt hay dầu mỡ khi đóng một vai diễn bá đạo. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.